hồ sâu sẽ bơi tới hồ cạn. Các con nhớ nha, như vậy khi xuất phát các con nhảy xuống dưới hồ, các con một tay vịn thành hồ, rồi một tay đưa về phía trước và một chân đạp thành hồ. Khi có tiếng còi của trọng tài thì các con sẽ xuất phát bơi. Đối với bơi ếch là khi mình bơi tới về đích thì mình sẽ giơ hai tay mình chạm, giơ hai tay chạm. Đối với bơi tự do thì mình chạm một tay cũng được. Chúng ta nhớ ha. Không chân sao qua ngang trái, mãi mãi chẳng thể tương phục. Vì nàng nghe xa chân giang, suốt kiếp duyên ta lỡ lặng. Nhìn mây trôi theo bóng nàng, cuộc tình ta đã vỡ tan. Nàng đi vội quên lời hứa, đêm thôi hẹn nhau kín sâu. Giờ mong đôi uống tan vỡ, mãi vẫn không được với nhau. Hơi trời cao kia kia đâu, nhớ cây xuân ta kín ngàn. Nhìn ta chơi bóng xin, còn ngày nơi đời vơi. Trời cao kia 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 kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay vô. Cái đó
trọng tài trọng hợp. Ai đọc luôn mà. Trọng tài trọng hợp. Tại nó thấy gì đâu. Nước đi. Đợt 2 là Yến Nhi U1 và Yến Như U2. Còn coi tất cả có bao nhiêu mà? Tất cả có bao nhiêu? Nhóm B vừa rồi là hạng nhất là Trần Tuấn Đạt, An Hiệp. Hạng nhì là Quỳnh Hà Khánh Duy, Tiên Thủy. Quỳnh Hà Duy Khánh, Tiên Thủy. Yêu nước nàng nàng làm u mê, khát khao thỏa tạm trong đêm mê.
nhóm trung học cơ sở 50m tự do lớp 6, lớp 7 chuẩn bị. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.